chuyện trước. Đi. Giờ này mình còn cầm cái dép nè. Khùng quá. Bà nói đâu rồi má? Lại ơi, bà nói gì đây con? Bà nói. Là bà nói nhỏ nhỏ giùm chút nha. Ở dưới tránh ra nè. Trời đất ơi. Có người xuống nè. Trời đất ơi, nội lo quá. Má đâu? Nó trên á. Con cô đó hả? Hồi bắt xuống bây giờ bà cứ hỏi nó hoài. Mừng quá, tôi thấy là mình đủ rồi. Chị Mai ngồi đây nè chị. Em với má chị tới lâu bao giờ? Tới cũng được một tiếng hồ rồi đó, đi một tàu bé. Má cứ tưởng hai mẹ con bị bắt. Con bị mất dép rồi bà nội. Sao vậy con? Nó bị kẹt ở dưới sân. Không sao, đôi nội sẽ mua cho con đôi khác. Mang đợi dép mẹ là lại. Má, mấy người này là ai vậy? Họ cũng đi cùng với mình. Đừng có hỏi nữa, ráng ngủ đi. Tựa cho bà nội mà ngủ con. Ráng ở dưới đó nghe em, đợi từng nào mình ra tới hải phận đã. Chuyện gì vậy? Tụi tuần tra đường biển, nó đang rượt tàu vượt biên khác. Tụi tôi phải làm cái gì đây? Không làm gì hết. Tất cả mọi người thiệt là yên lặng nha, không ăn theo mình xác lắm đó. Chờ cho thiệt yên đã rồi mình đi nghe. Gì vậy? Tối nay tôi sẽ đi. Hả? Tối nay tôi sẽ đi. Nhưng Quỳnh chỉ đủ tiền cho một người thôi. Sao? Tại sao vậy? Tôi cũng không biết là tại làm sao. Tôi đã hứa với anh là tôi đưa anh đi cùng với tôi. Nhưng giờ phút này Quỳnh cho tôi biết Quỳnh không lo đủ tiền để cho cả hai chúng mình đi. Anh hứa với tôi vậy chắc chắn rồi, bây giờ anh bỏ tôi lại thì con cái vợ tôi sẽ ra thế nào? Anh hiểu cho tôi với anh là người bạn 2 năm trong tù, chúng ta sống chúng ta hiểu. Anh xin anh thông cảm giúp cho tôi. Phượng ơi, con có biết bây giờ ba đang nhớ con lắm không? Con ở nhà có ai hiếp con không? Ba không bảo vệ con được. Ba vô dụng. Ba có lỗi với con nhiều lắm. Anh Bình, nhờ anh đưa hình này cho con tôi. Khi nào anh đi tới Mỹ? Đây là bức hình cuối cùng trước khi nó vượt biên. Nói với nó rằng ba nó lúc nào cũng thương nó và nhớ tới nó ở trong trại cải tạo. Không có địa chỉ làm sao tôi đưa? Ráng giúp tôi lần chót.
Nếu anh đi tới Mỹ, gắng giùm lo giùm cho tôi. Tôi cảm ơn anh lắm. Trai, tôi xin lỗi anh. Nghe, yeah. Anh sẽ lo. Này, cái này đi. Này, này, cái xuống đây. Cái gì, xuống đây nè. Cái gì, đi đâu, đi đâu, đi đâu. Tụi nó giết anh Bình như thủ với một con heo vậy. Vậy mày muốn làm cái gì? Chạy trốn. Dòng sông là một lối thoát tốt nhất. Cánh đồng hay hơn. Mày có kế gì? Mày bơi theo sông nó bắt mày chắc chắn. Mày vô cánh đồng má nó không dám theo mày. Thế còn bãi biển thì sao? Mình muốn tới cờ xanh mình phải qua cờ tờ chứ. Nhưng mà con đường nó mạo hiểm quá. Nhất chính là gì bộ? Giờ tôi nói, con sẽ đưa mấy đứa nhỏ đi thăm bà ngoại. Đi đâu? Đi vượt biên. Đi tới mới hả? Mình biết cách tốt nhất mà trốn tù là gì không? Cách gì? Mình nhớ đừng nói về chuyện này nha. Tôi là tâm tiền rồi à? Chuyện mình hết nói. Con đừng có ho cái này. Mua tí dầu vào mũi con. Mày lưỡi sao?